Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu xem tuổi vợ chồng nào hợp nhau, tuổi vợ chồng nào phạm phải biệt ly tuyệt mạng. Thì cái vấn đề mà tình duyên, cái vấn đề chuyện tình cảm là cái vấn đề đang được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Thì các bạn trẻ đang tìm hiểu xem mình và cái người đối diện của mình, người đối phương của mình có hợp nhau hay không, có đi đến được tình yêu hay không, có trở thành vợ chồng hay không. Thì đấy là những cái trăn trở nhất của các bạn khi mà các bạn chuẩn bị bước tới cái giai đoạn của hôn nhân, cái giai đoạn của tình yêu. Và có rất nhiều bạn đã tự đi tìm hiểu xem là dựa vào tử vi xem là mình và những người đối phương của mình có hợp nhau hay không bằng các phương pháp. Tuy nhiên là có rất nhiều cái phương pháp để xem mình và người đó có hợp nhau hay không, vợ chồng có thể ăn ở với nhau hợp được hay không. Thì có rất nhiều phương pháp, tuy nhiên các bạn mới chỉ tham khảo một trong những cái phương pháp đó hay mà thôi, các bạn chưa biết kết hợp tất cả các phương pháp lại với nhau và đưa ra một cái kết quả tổng hòa để chúng ta thấy được, đánh giá được là xem bản thân mình và người đó có hợp nhau hay không. Tuy nhiên đó chỉ là trên phương diện của tử vi, còn thực tế thì chúng ta cần phải quan tâm nhất đấy chính là gì, đấy chính là cái tính cách của người đối diện của người đối phương, chứ không phải là dựa vào xem tử vi để chúng ta biết được là mình và người đó có hợp nhau hay không. Cái quan trọng nhất đó chính là cái tính cách, chính là cái con người, cái cách hành xử, cái việc mà ta đối nhân xử thế với những người xung quanh, với cha mẹ. Thì cái quan trọng nhất đó, đấy chính là cái con người. Cái việc mà chúng ta xem tử vi thì nó không hoàn toàn là thể hiện được cái mối quan hệ, cái cuộc sống vợ chồng của chúng ta nó có ổn định hay không, có được bền vững hay không. Mà tử vi nó chỉ là một cái khía cạnh nhỏ trong cái cuộc sống hôn nhân, cuộc sống vợ chồng và trong cái tình yêu. Thì cái quan trọng vẫn là cái hai con người với nhau. Chúng ta phải đối diện với thực tế, chính là hai con người với nhau. Chúng ta đừng vu cho hai cái tuổi này nó không hợp nhau, hai cái mệnh này nó không hợp nhau, dẫn tới việc chia ly. Có rất nhiều người mệnh hợp nhau, tuy nhiên cái tính cách người ta trái ngược nhau hoàn toàn, dẫn đến những cái mâu thuẫn xảy ra dần dần nó tích lũy, tích tụ lại. Khi đến một mức độ nhất định nó sẽ bùng phát, dẫn tới cái việc mà tan vỡ trong hạnh phúc hôn nhân, trong hạnh phúc gia đình. Thì chúng ta đừng căn cứ, đừng dựa vào, đừng đổ hết vào cho tử vi là hai tuổi, hai mệnh, hai cái ngũ hành này nó không hợp nhau, chúng ta không đến được với nhau. Cái quan trọng nhất chúng ta cần phải đối mặt đấy chính là hai cái con người, hai tính cách, hai cái quan điểm sống có hòa hợp được với nhau hay không, chúng ta có biết nhường nhịn, có biết sẻ chia với nhau hay không. Thì cái đấy mới là cái quan trọng, chứ không phải tử vi. Thì dù sao thì cái tử vi cũng là cái mà người xưa người ta để lại, nó cũng có rất nhiều những cái mặt đúng. Tuy nhiên với cái thời đại hiện nay thì cái phần đúng đó nó không được hoàn toàn, chúng ta chỉ dựa để tham khảo mà thôi. Thì về cái việc mà xem tình duyên, xem tuổi vợ chồng hợp nhau hay không, có liên quan tới việc mà chia ly hình khắc hay không, thì có tổng cộng là ở đây có chính xác là 4 cách chúng ta xem được là hai cái người với nhau có hợp nhau hay không. Thì cách thứ nhất chúng ta xem theo con giáp, theo địa chi. Thì trong tử vi thì được chia ra làm 12 con giáp. Thì mỗi con giáp thì có một cái đặc điểm, có một cái tính cách, đặc điểm, đặc trưng khác nhau. Thì ở trong tử vi thì người ta chia ra thành những cái bộ mà lục xung, lục hợp, tam hợp và lục hại. Thì chúng ta cố gắng tìm ra được những cái con giáp mà nó ở trong cái thế tam hợp và cái thế lục hợp với nhau. Thì đấy là những cái con giáp mà sẽ ở với nhau, sẽ bền vững hơn, có sự thấu hiểu, thông cảm với nhau nhiều hơn. Thì cái bộ lục xung ấy, chúng ta nhìn trên cái thiên bàn. Thì thiên bàn này là cái mà chúng ta có thể nhìn ra được cái việc mà con giáp nào xung đối với con giáp nào, con giáp nào lục hại với con giáp nào, nó dễ dàng hơn. Thì chúng ta nhìn thấy ví dụ cái cặp lục xung này, chúng ta nhìn cái hai con giáp là con giáp Tý và con giáp Ngọ, nó ở hai cái thế đối cực với nhau, thì nó sẽ là lục xung với nhau. Tương tự như vậy thì ví dụ như con giáp Sửu và con giáp Mùi, hai cái con nó ở thế xung đối với nhau. Đây là tiếp tục là Dần Thân này, Mão Dậu này, Thìn Tuất này, Tị Hợi này. Đấy, khi mà lục xung thì chúng ta cố gắng làm sao mà tránh, không lựa chọn những cái người mà ở cái thế lục xung. Lục hợp thì chúng ta nhìn thấy ví dụ như là con giáp Tý, ta nhìn thấy cái con bên giáp Sửu và Tý nó hợp với nhau. Tương tự như vậy thì Dần và Hợi, Mão và Tuất, Thìn và Dậu,
Thân và Tỵ và Ngọ và Mùi sẽ ở cái thế mà nhị hợp, tức là lục hợp đấy, thì nó sẽ hợp nhau hơn. Tam hợp thì trong 12 con giáp thì chia thành 3-4 cái bộ tam hợp. Bộ Thân Tí Thìn này, Dần Ngọ Tuất này, Hợi Mão Mùi này, Tỵ Dậu Sửu, thì chúng ta cố gắng tìm những người mà ở trong cái thế tam hợp. Lục hại thì sao? Lục hại thì gần giống với lại lục xung. Thì lục hại thì chúng ta nhìn thấy ví dụ tuổi Tý, tuổi Tý với tuổi Mùi ở hai cái thế mà thẳng với nhau thì nó sẽ tạo ra cái thế là lục hại, Sửu với Ngọ, Dần với Tỵ, Mão với Thìn, Thân với Hợi và Dần với Tuất. Đấy là cái thế lục hại. Thì chúng ta khi mà chọn tuổi, chọn cái địa chi ấy, thì chúng ta cố gắng chọn cái lục hợp và tam hợp. Xem tiếp theo là cái bước tiếp theo, cái phương pháp tiếp theo chúng ta lựa chọn theo thiên can. Thì ở trong tử vi thì có 10 thiên can khác nhau. Thì những cái thiên can đấy nó có cái ngũ hành khác nhau, và cái tinh chất của những thiên can đấy nó với cái thiên can khác nó tác động với nhau thì cũng đưa ra được những cái điểm hòa hợp và cái điểm không hòa hợp. Thì ở đây có những cái điểm mà liên quan tới thiên can là dựa theo ngũ hành này. Thì thiên can can Bính này, can Đinh nó sẽ thuộc ngũ hành Hỏa, can Mậu và can Kỷ thuộc ngũ hành Thổ, can Canh và can Tân thuộc ngũ hành Kim, can Nhâm và can Quý thuộc ngũ hành Thủy. Thì chúng ta lựa dựa theo cái ngũ hành để chúng ta lựa chọn cái thiên can sao nó phù hợp. Thì ví dụ như là thiên can Bính này, hành Hỏa, thì với cái thiên can Nhâm và Quý nó là hành Thủy, nó đối lập với nhau, đối nghịch với nhau, thì chúng ta hãy cố gắng là không lựa chọn những cái người mà có thiên can mà nó đối lập như vậy. Và một cái điểm nữa trong cái việc thiên can này là có những cái cặp nó hợp nhau, giống như là trong địa chi ấy, trong 12 con giáp ấy, có những con nhị hợp với nhau ấy, lục hợp với nhau ấy, thì ở đây thiên can nó cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta nhìn thấy trên cái hình này thì chúng ta thấy là thiên can Ất hợp với thiên can Canh, thiên can Bính hợp với Tân, Đinh hợp với Nhâm, Mậu hợp Quý, Kỷ hợp với Giáp. Thì chúng ta lựa chọn những cái thiên can hợp với nhau để lựa chọn cái người. Và những cái, có những thiên can nó ở cái thế hình khác với nhau này. Ví dụ của can Canh hình với gian can Giáp, can Tân hình với gian can Ất, Nhâm hình với Bính, Quý với Đinh, Giáp hình Mậu, Ất hình với Kỷ, Bính hình với Canh, Đinh hình với Tân và Mậu hình với Nhâm, Kỷ hình với Quý. Đấy là về cái thiên can, chúng ta đã có thiên can về địa chi. Cái phương pháp thứ ba mà chúng ta cần xét đến đấy là phương pháp mà xem cái ngũ hành của bản mệnh. Có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái ngũ hành khác nhau. Ví dụ như người ngũ hành mệnh Kim, người ngũ hành mệnh Thủy, người ngũ hành Thỏa, Mộc vân vân. Thì chúng ta phải xem hai cái tuổi vợ, tuổi chồng, tuổi người yêu với tuổi mình, xem là hai cái tuổi đấy nó ở trong cái ngũ hành nào. Thì theo như quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành, thì về tương sinh thì chúng ta có Kim sinh cho Thủy, Thủy sinh cho Mộc, Mộc sinh cho Hỏa, Hỏa sinh Thổ và Thổ sinh cho Kim. Còn về ngũ hành tương khắc thì Kim khắc Mộc này, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa và cuối cùng là Hỏa khắc Kim. Thì đấy là về quy luật tương sinh và tương khắc. Thì tuy nhiên là trong ngũ hành tương sinh và tương khắc, đặc biệt là ngũ hành tương khắc, thì trong không phải mọi trường hợp là ngũ hành Kim cũng khắc được ngũ hành Mộc. Chúng ta tưởng tượng như ngũ hành Kim là thoa xuyến kim, là kim về trang trí, những cái đồ vật trang trí, thì nó không thể khắc được cái hành Mộc là cái ngũ hành Tùng Bách Mộc hoặc là Đại Lâm Mộc, không thể khắc được Đại Lâm Mộc. Bởi vì sao? Bởi vì thoa xuyến kim chỉ là những cái đồ vật kim khí trang trí mà thôi, giống như là một cái kim không thể đâm được một cái, không được phá được một cái cây, cái Tùng Bách Mộc nó to lớn như vậy. Thì trong trường hợp đấy mà kim sẽ gặp mộc là sẽ bị gãy. Tương tự như vậy với cái ngũ hành, ví dụ như ngũ hành Thủy, không phải trường hợp ngũ hành Thủy nào cũng có thể tương khắc được ngũ hành Hỏa. Chúng ta tưởng tượng như ngũ hành ví dụ Giản Hạ Thủy là cái nước mà ở khe suối, nước chảy róc rách rất là nhỏ, thì không thể nào khắc được cái Thiên Thượng Hỏa lửa trên trời được. Đấy là ví dụ về những cái việc tương sinh và tương khắc. Nếu bản thân mình làm ở mệnh Kim
Trường hợp đặc biệt là kiếm bằng kim, sa trung kim thì càng nên phối hợp với những người là mệnh hỏa. Bởi vì sa trung kim và kiếm phong kim thì cần phải có hỏa, cần phải có lửa thì mới rèn được ra kiếm, gần ra được những cái dụng cụ có ích. Còn lại hải trung kim và bạch lạc kim, thoa sen kim và kim bạch kim thì sẽ đại kỵ về mệnh hỏa. Về nếu mình mệnh hỏa thì ba cái loại là phúc đăng hỏa, lưu trung hỏa, sơn đầu hỏa đều kỵ hành thủy hết. Nếu gặp ba nước thì ba cái ngọn lửa này sẽ tắt ngay. Còn với trường hợp là thiên thượng hỏa, sơn hạ hỏa và tích lịch hỏa thì nó cần phải phối hợp với những người có mệnh thủy thì nó sẽ càng làm rạng tỏ hơn. Còn hành mộc, cái dạo về hành mộc thì nếu mà mình ngũ hành là bình địa mộc thì sẽ không sợ kim, trái lại phải phối hợp với kim. Thì trong trường hợp đấy kim với mộc sẽ tạo thành cái vật dụng có ích, ví dụ như búa chẳng hạn, hay là kiếm mà có cái chuôi ấy, hoặc là những dụng cụ khác như là xẻng. Đấy đấy là những trường hợp mà cần phải phù hợp với kim để tạo thành vật dụng hữu ích. Còn những thứ mộc còn lại thì đều rất sợ kim. Về mạng thủy thì trong trường hợp mình là đại hải thủy và thiên hà thủy thì không sợ gặp thổ, cần phải gặp thổ thì mới càng hiền đạt. Còn bốn cái loại thủy kia thì đều đều kỵ thổ hết. Về mạng thổ thì ba loại là lộ bàng thổ, đại dịch thổ, sa trung thổ thì đều không sợ mộc, mà cần phải phối hợp với mộc thì mới tạo được cái công danh rực rỡ. Còn những cái loại mộc, loại thổ kia thì đều kỵ gặp mộc hết. Vừa rồi là ba cái phương pháp mà để xem những cái người vợ chồng có hợp tuổi với nhau hay không, thì đấy là ba cái phương pháp chính. Thì còn một cái phương pháp cuối cùng nữa, tuy nhiên thì phương pháp cuối cùng thì nó không ảnh hưởng nhiều tới cái việc mà vợ chồng có hợp tuổi hay không, mà chủ yếu là ba cái phương pháp ở trên. Và cái ba phương pháp ở trên kia thì nó cũng tuân theo một cái quy luật. Quy luật thứ nhất là mệnh hay can chi của người chồng khắc mệnh hay can chi của người vợ thì là thuận. Trong trường hợp mà tương sinh thì là thuận là tốt rồi. Tuy nhiên trong trường hợp mà tương khắc mà không có phương pháp nào cứu giải thì cần cái tốt nhất, cái hơn hơn hẳn, đấy chính là việc mà mệnh hay can chi của người chồng khắc mệnh hay can chi của người vợ thì sẽ tốt hơn. Tức là chồng khắc vợ thì tốt. Trường hợp mà vợ khắc chồng là nghịch theo cái quy luật của âm dương, nghịch với quy luật của ngũ hành, theo cái quy luật của tạo hóa. Vậy thì chúng ta cần phải nên nhớ một cái điều là chồng khắc vợ thì tốt, mà vợ khắc chồng thì là xấu, xấu hoàn toàn. Và cái phương pháp cuối cùng là phương pháp xem tuổi vợ chồng qua cái cung phi, bát tự. Thì mỗi người ấy, nam nữ, kể cả nam nữ sinh cùng một năm sinh, nhưng cái ngũ cái cung phi bát tự của họ sẽ khác nhau theo nam và nữ. Thì ở trên bảng đây chính là cái phân chia cái cung phi bát tự của từng người theo từng cái năm sinh âm lịch khác nhau. Thì chúng ta hãy cùng nhìn đến cái bảng đó và tìm xem mình nằm trong cái cung phi nào. Thì cái cung phi khi kết hợp giữa hai cung phi khác nhau sẽ tạo ra được những cái điểm mà hợp hay không hợp. Thì trong trường hợp mà kết hợp giữa các cung phi với nhau thì sẽ tạo ra tổng cộng là 8 trường hợp khác nhau. Mỗi trường hợp đấy chỉ có một cái điểm xấu tốt khác nhau. Ví dụ như hai vợ chồng kết hợp với nhau tạo ra cái cung là sinh khí. Thì cái cung sinh khí thì vợ chồng phu quý ăn ở với nhau đều hòa hợp. Trong trường hợp mà hai vợ chồng kết hợp với nhau tạo ra cái cung ngũ quỷ, thì cái cung ngũ quỷ thì vợ chồng ăn ở với nhau thì sẽ tiền của để bị hao tốn, cửa nhà thì không khó gây dựng được. Và trong trường hợp vợ chồng mà tạo ra được cái cung phước đức thì vợ chồng thì bền vững cái trọn đời, họ vận thì giàu sang, con cái thì thành đạt. Trường hợp ở cái thế lục sát thì gia đình lục đục bất hòa, con cái lận đận, đời sống vợ chồng thì thiếu thốn khó khăn. Trường hợp rơi vào trường hợp họa hại thì trường hợp này thì dẫn tới là cái duyên lợ nó khốn đốn, bệnh tật tai ương, gặp thật nhiều những tai ương bệnh tật. Gặp thiên ni, thiên ni thì vợ chồng tình nghĩa, tình cảm êm đềm, yên yên bề gia thất, vinh hoa hưởng thụ đến cuối đời. Trong trường hợp gặp tuyệt mạng là cái gặp xấu nhất, là vợ chồng không ở được với nhau trọn đời, sẽ có người phải bị tuyệt mạng. Và cái cuối cùng là trường hợp phục vị thì vợ chồng nó ấm cả đời, gia đạo yên vui, trên dưới thì hòa thuận. Thì ở dưới đây là cái trường hợp của những cái cung nó kết hợp với nhau sẽ tạo ra được 8 cái trường hợp đó. Thì mọi người hãy xem tham khảo ở trên cái bảng này. Thì nhìn chung cái bài viết này,
cái video này mang tính chất là tham khảo. Quan trọng là vẫn là cái yếu tố về con người. Nếu sống đúng theo cái lời các cụ ngày xưa để lại là chồng giận thì vợ bất lời, cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê, thì đôi lứa mới dễ đi đến được cái bến bờ hạnh phúc, đến được cuối đời với nhau. Không ai là trên cái cõi đời này hợp nhau hoàn toàn được, và cũng không ai là khác nhau hoàn toàn. Chủ yếu là do cái tình cảm, do cái sự vị tha cũng như tình yêu thương của cả hai người dành cho nhau mà thôi. Vì vậy là chúng ta hãy yêu thương, trân trọng cái đối phương của mình, đừng để cái tuổi tác, cái con giáp nó làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của một đời người. Xin chào và hẹn gặp lại.